5-4 nghiêng về Trung Châu. Đợi tuần hội đánh thế nào đây nhỉ? Về Trung Châu. Các bạn đã theo dõi với Đan Phượng Trung Châu trận thứ nhất để bắn tên hơi Đan Phượng năm 2023. Tỷ số là 5-8 nghiêng về Trung Châu. Chúng tôi đang đánh rất hay. Thank you.
Xin mời trên sân số 4. Sân số 4, nội dung đôi nam đôi nam 14-12. Đan Phượng đã vượt dẫn tỷ số là Đan Phượng gặp Tân Hậu vào sân số 4 thi đấu. Đan Phượng đã thắng cuộc.